hé lộ về phi công quân sự Ukraine đào tàu sang Nga. Một phi công của quân đội Ukraine đã đào tàu sang Nga và đang được các cơ quan an ninh Nga thẩm vấn. Đây là thông tin được hãng thông tấn TASS hôm 18 tháng 11 dẫn lời phi công lái trực thăng tấn công của Nga có tên Alexei Voevoda, người được cho đã tổ chức chuyến bay cho phi công Ukraine qua tiền tuyến. Theo kênh Telegram của Nga, phi công người Ukraine đang tại ngũ và giữ cấp bậc sĩ quan cấp cao trong lực lượng của Kiev. Phi công của lực lượng vũ trang Ukraine đang ở Nga và đang được cơ quan an ninh liên bang Nga phỏng vấn. Ông Voevoda từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về hoạt động đào tẩu của phi công Ukraine. Một số kênh Telegram của Nga cho hay, cuộc phỏng vấn với phi công Ukraine có thể sẽ sớm được công bố. Hiện danh tính và cấp bậc của người này vẫn chưa được công khai, còn theo Voevoda, phi công người Ukraine là chỉ huy chuyến bay ở Ukraine. Trong khi đó, ông Dani Benosov, thứ trưởng thông tin tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, cho biết phi công Ukraine đào tẩu đã giúp đỡ các lực lượng Moscow kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Thông tin trên được công bố giữa lúc cuộc phản công của Ukraine từ đầu tháng 6 cho tới nay vẫn chưa tạo ra được bất kỳ sự đột phá nào trên tiền tuyến. Phía Kiev còn phải hứng chịu tổn thất nặng nề về binh sĩ và thiết bị quân sự. Vào cuối tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin ước tính Ukraine đã mất hơn 90.000 binh sĩ, 557 xe tăng và gần 1.900 xe bọc thép trong quá trình phản công. Chia sẻ với tờ The Economist, vào đầu tháng 11, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, tướng Valery Zaluzhny, nhận định xung đột giữa Nga-Ukraine đã đi đến bế tắc. Tuy nhiên, Nga có lợi thế hơn nhờ nguồn nhân lực và thiết bị dồi dào.